con như một vị bộ trưởng kia viết ở trên báo như thế này. Nhà thờ Phát Diệm, một công trình kiến trúc đặc trưng của người Pháp, do người Pháp xây dựng để truyền đạo của họ vào Việt Nam với vỏ bọc toàn bằng đá. Tiếc thay, tôi chưa được gặp vị bộ trưởng đó. Nếu gặp, tôi xin hỏi thế bên trong vỏ bọc bằng đá là gì? Vâng, và tôi sẽ xin hỏi vị bộ trưởng đó là mái cong này gọi là gì mà lại bảo là kiến trúc của người Pháp? Thưa, mái cong này gọi là đao đình. Hỏi người Pháp có đình làng không? Vâng, thưa, biết như vậy, một là tìm hiểu chưa kỹ, hai là có chủ đích nào đó. À, còn xin trở lại với công trình. Nhà thờ Phát Diệm xây theo đình chùa, xây theo nhà cổ của người Việt. Đó là kiến trúc đặc trưng của Ả Rập. Được xây dựng trên mảnh đất dài hơn 300 mét, ngang hơn 100 mét. Có thể đếm được 7 nóc nhà.